chào tất cả anh em trong nội dung video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu sơ qua cho anh em một cái bộ sản phẩm dán màn hình và ốp viền camera đến từ mi Pao. đây là một cái miếng dán mà rất là quen thuộc với anh em ở dưới này rồi ha đó là đến từ thương hiệu mi KingBull nó sẽ có rất là nhiều những cái loại miếng dán khác nhau thì mình sẽ chia sẻ với anh em kỹ hơn cho video dưới đây thì ở đây mình đang có tổng cộng là bốn loại khác nhau dành cho iphone 15 pro và iphone 15 pro max Ngoài ra thì mình cũng sẽ có một cái bộ ốp viền camera dành cho iPhone 15 Pro luôn Trước tiên là giới thiệu với anh em từng cái loại miếng dán trước Thì ở đây mình đang có một miếng dán màn hình loại bình thường HD Premium Screen dành cho iPhone 15 Pro kích thước màn hình 6.1 inch ở đây Đây là một cái miếng dán loại à, thông thường ha Tức là nó sẽ không có những cái tính năng đặc biệt Ví dụ như là bám mình chống máy bên tay hay là một cái miếng dán à, chống nhìn trộm hạt Thì đây là cái loại cơ bản nhất được chưa? thì nó sẽ có cái màu xanh dương như thế này. rồi uh, chúng ta sẽ có một bộ màu xanh lá cây ở đây. nó sẽ là miếng dán chống bám bên tay. anh em sẽ nhìn thấy cái tên ở trên này là Anti Glare Premium. nó sẽ dành cho iPhone 15 Pro Max. tiếp đến là một bộ miếng dán 3D. tức là viền của cái miếng dán này sẽ bò còng theo cái cạnh viền của iPhone và nó cũng dành cho iPhone 15 Pro Max luôn. mi bao nó là 3D Premium siêu thì chữ siêu ở đây sẽ ám chỉ cho việc cái miếng dán này sẽ có một cái độ mượt mà và không có làm giảm đi khả năng cảm ứng của cái điện thoại khi mà anh em dán lên tiếp đến là một miếng dán màu vàng thì miếng dán này đó là miếng dán anti spy tức là cái miếng dán chống nhìn trộm và nó cũng dành cho iPhone 15 Pro Max luôn khi mà anh em mua anh em nhớ lưu ý về cái kích thước màn hình ở đây để anh em mua cho đúng thì nó sẽ có bốn phiên bản dành cho bốn mẫu iPhone luôn từ iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro và 15 Pro Max còn cái miếng ốp viền camera ở đây sẽ có cái ốp viền và cái viền bên ngoài nó sẽ có cái màu sắc anh em mua iPhone màu nào thì nên chọn đúng cái màu ốp viền camera đó để cho nó không có bị lệch tông như vậy thôi thì bây giờ mình sẽ à, dán thử cho anh em một cái miếng dán mẫu để anh em làm quen cũng như là mình à, cũng thử mình dán để xem thế là cái chất lượng của nó sẽ như thế nào thì mình sẽ dán cái miếng dán bình thường cái miếng dán màu xanh dương này dành cho iPhone 15 Pro thì anh em sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái siêu ở đây và cái siêu này sẽ giống như là trên hộp của chiếc iPhone vậy anh em chỉ cần xé nó qua là anh em có thể bóc được cái sim này ra sau khi mà anh em mở ra thì bên trong chúng ta sẽ có cái miếng dán chính được đặt trong một cái túi như thế này ở đây là miếng dán của KingBull rồi anh em sẽ có thêm một miếng nữa để ốp vào phần mặt lưng một túi giấy bên trong này thì mình nghĩ rằng là nó sẽ là miếng để anh em lau qua cái màn hình trước khi dán cũng như là một cái miếng giấy dính để anh em lấy bụi rồi bây giờ mình sẽ dán lên cái màn hình dành cho iPhone 15 Pro để xem nó như thế nào ha thì em thấy là bên phải cái hộp này chúng ta sẽ có hướng dẫn sử dụng và anh em chỉ cần làm đúng theo những cái bước này là được trước khi mà chúng ta dán thì chúng ta sẽ cần phải làm sạch tại chúng ta sẽ có ba miếng để anh em lấy bụi nè ta sẽ có một cái khăn khô và cuối cùng là một cái khăn ướt đầu tiên là mình sẽ dùng khăn ướt trước để mình lau qua cái màn hình của cái iPhone này cho nó sạch và cái khăn này có chất gì đó giống cồn để cho nó sạch cái màn hình anh em lau qua lau nhẹ nhàng anh em có thể lấy cái hộp của cái uh, miếng nhám màn hình anh em lót lên cái iPhone cũng được đó và anh em uh, lót chừa ra chút xíu để cho cái phần camera này nó không có bị cân thì khi mà nếu mà để cái phần iPhone này nó bị cân thì khi mà anh em dán á, có thể là nó sẽ bị uh, tình trạng bong bóng hoặc là anh em sẽ khó để nó đều hơn nên anh em cứ để cho cái bề mặt iphone nó phẳng nhất có thể sau khi mà anh em lau cái khăn ướt xong thì anh em sẽ lau để cái khăn khô nó cũng khá là đơn giản thôi nó không quá là phức tạp chủ yếu là anh em đừng để bụi nó lọt vào trong màn hình của anh em khi mà anh em dán là được rồi nếu mà anh em cảm thấy nếu mà không còn bụi nữa thì anh em sẽ không cần phải lấy cái miếng bụi cái miếng lấy bụi này để anh em lấy còn để chắc chắn thì anh em cũng có thể dùng cũng được tại vì nó nằm trong hộp mà và anh em hạn chế uh, chạm cái uh, bàn tay của anh em bên đây nha, thì vì nó sẽ bị in lại cái dấu vân tay, anh em lại phải lau lại một lần nữa. rồi sau khi mà uh, cảm thấy là sạch rồi á, thì công việc quan trọng nhất đó là anh em lấy cái miếng dán ra nha, yeah, nếu miếng dán nó bụi á, nó dơ á, anh em lau qua. cái phần này là cái phần mà anh em sẽ tiếp xúc với cái ngón tay nè đó, còn cái phần miếng dán, cái phần keo thì nó sẽ nằm ở dưới thì cái miếng dán này sẽ thấy là nó sẽ bo cái viền dành cho iPhone 15 từ bây iPhone 15 mới năm nay chúng ta sẽ có cái bo viền đó rồi ở đây chúng ta sẽ có một cái g nè anh em bóc cái này ra cái quan trọng nhất đó là anh em canh canh làm sao cho nó đều mình sẽ xoay ngang này ra nha anh em sẽ canh làm sao cho nó đều đầu tiên là cái phần này anh em sẽ canh ngay cái lỗ loa giờ dạ, anh em canh ngay cái lỗ loa lỗ loa rồi còn phần dưới này sẽ căn, anh em sẽ canh bằng mắt nha anh em cảm thấy nó nó đều là được rồi sau anh em sẽ mít và anh em để cho nó tự mít ra bên ngoài à, là em có thể dùng cái hai ngón tay để anh em mít mà anh em lưu ý là anh em mít về cùng một cùng một vị trí nha đó hai ngón tay của anh em sẽ cùng mít về một vị trí để cho nó không bị bong bóng nữa. Anh em có thể dùng khăn nếu mà anh em nếu mà anh em muốn anh em có thể dùng khăn. Thực ra mình thấy cái này nó rất là dễ dán. À, mình mới làm quen khoảng tầm một tuần trở lại đây thôi nhưng mà bây giờ mình thấy mình dán nó cũng đã đều rồi. Nếu mà anh em dán ở trong cái môi trường trong phòng giống như mình á, tức là không có phải là cái môi trường ngoài trời á thì anh em sẽ ít lo về cái bụi hơn. Lần trước mình dán ở bên Thái là do là mình ở ngoài trời cho nên là nó bụi khá là nhiều và mình cứ phải lau, mình phải lấy bụi thường xuyên. Còn ở đây thì trong cái môi trường này thì nó không có bụi. Nếu trong trường hợp mà anh em mít mít nhưng mà nó vẫn còn bóng bóng đó, thì có thể là ngay cái vị trí bóng bóng đó nó có bụi thì anh em nhấc cái miếng dán lên, sau đó anh em lấy cái miếng giấy một cái miếng khít bụi nhỏ nhỏ nè, anh em luồn vào bên trong, anh em lấy nó ra thì nó sẽ hết bị cái bong bóng chỗ đó ví dụ như là mình ở đây là mình thấy cái chỗ này mình mít hoài nhưng mà nó vẫn không có hết bong bóng tức là nhiều khả năng thì nó có bụi lọt vào bên trong thì mình sẽ nhấc nhấc cái miếng dán này lên và mình mít nó lại một lần nữa như vậy cơ bản là xong mình đã dán xong cái miếng dán thông thường dành cho iPhone 15 Pro có thể là mình dán trên video nó không được đẹp lắm ví dụ như là ở đây mình dán thì nó bị nó hơi bị lật nó hơi bị lật về bên phải một chút xíu nếu mà trường hợp nó lật quá thì anh em cứ việc nhấc lên và anh em dán lại làm sao canh cho nó đều được chưa nhưng mà anh em lưu ý là đừng có nhấc lên quá nhiều lần thì keo nó sẽ bị khô cái thứ nhất cái thứ hai nữa là bụi nó sẽ bị lọt vào ha và khi bụi nó lọt vào quá nhiều thì anh em lấy ra nó rất là cực còn nếu mà anh em cảm thấy là nó ổn ổn rồi nó không ảnh hưởng gì đến cái trải nghiệm của anh em hết thì anh em cứ để vậy mà xài thôi không có cần phải uh, tháo ra tháo vô quá nhiều như vậy là mình đã dán xong miếng dán dành cho iPhone 15 Pro cơ bản nó sẽ là như vậy còn khi mà anh em mở lên màn hình nó vẫn trong và nó không ảnh hưởng đến hiển thị nếu mà anh em dùng cái miếng dán chống nhìn trộm hoặc là cái miếng dán chống bám bên tay á có thể nó sẽ ảnh hưởng một chút xíu đến hiển thị trên cái màn hình iPhone của anh em. Tuy nhiên đánh đổ lại thì anh em sẽ không có bị bám bên tay hoặc là nếu mà anh em ngại làm việc hay là xài trong những cái môi trường cần cái sự riêng tư á, anh em không muốn ai nhìn thấy cái nội dung trên màn hình của anh em á, thì cái miếng nhán chống nhìn trộn nó sẽ đáp ứng ừ. được chuyện đó. Nhưng mà như mình đã nói nó sẽ ảnh hưởng một phần nào đó đến chất lượng hiển thị mặc dù là bây giờ những cái miếng dán nó đã rất là xịn rồi và nó đã giảm thiểu đến mức gần như là tối đa ảnh hưởng đến cái chất lượng như thể nhưng mà ít nhiều thì nó vẫn sẽ có anh em lưu ý về cái chuyện đó tiếp theo mình sẽ dán miếng dán camera dành cho iPhone 15 Pro màu titanium blue bên trong là cái ốp viền camera thì cái ốp viền này cái nhiệm vụ chính của nó là nó sẽ bảo vệ cho cái camera của anh em nó bảo vệ cho cái viền của camera nó không có bị trầy hay là khi mà anh em đặt lên bàn á nó cũng sẽ không có bị mẻ những cái cặp về như thế này. Nếu mà anh em ký tính thì anh em có thể chọn một cái bộ như thế này. Và bên trong chúng ta cũng sẽ có một cái bộ giấy để anh em lau. Anh em cũng sẽ thao tác như là anh em uh, dán màn hình vậy. Nhưng mà cái dán viền camera này á thì nó đơn giản hơn là cái dán màn hình rất là nhiều. Và chúng ta cũng sẽ có một cái bộ tương tự như vậy. Trước tiên là anh em cũng sẽ lau bằng cái khăn ướt trước. Cái viền camera thì anh em lưu ý về những cái kẽ tức là những cái vị trí ở bên, bên trong này nè phía bên trong này ha bụi nó sẽ rất là dễ dính vào đây thì anh em lau lau cho kỹ cái phần này rồi anh em lau cái khăn khô lên nếu mà không có bụi thì anh em không cần phải dùng đến cái uh, giấy dính bụi này còn nếu mà có bụi nhiều quá thì anh em mới mới dùng thôi rồi cái miếng dán camera này cũng lột ra như vậy luôn rồi bây giờ anh em chỉ cần việc căn thôi anh em canh đúng cái vị trí của cái camera, sau đó anh em đặt nó vô. Đó, nó sẽ có cái khất Khi mà anh em đặt vô rồi á, anh em mít nhẹ qua. À, không cần không cần mạnh mạnh quá đâu. Nhẹ nhàng thôi. Rồi sau đó anh em nhấc lên là xong. Đó, cực kỳ đơn giản luôn. Nó sẽ có một lớp kính ở phía trên và lớp viền bao quanh nó vẫn sẽ đảm bảo chất lượng hình ảnh khi mà anh em chụp ra không bị mờ như là những cái ốp viền camera mà theo cái thuộc cái dạng gọi là cái mức giá nó rẻ thì có thể là cái kính nó không trong và nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái chất lượng hình ảnh khi mà anh em chụp ra còn với cái kính của Kim Boon thì nó sẽ đảm bảo về yếu tố chất lượng hình ảnh và nó không làm cho cái cụm camera của anh em nó to lên quá nhiều. Anh em có thể nhìn thấy trên video là nó không làm cho cụm camera to lên và anh em vẫn có thể dùng được ốp lưng nha. Anh em vẫn có thể dùng được ốp lưng của những cái ốp lưng anh em đang xài. Cơ bản là như thế. Mình thấy là mức giá Mi Bao Kingbu đang bán ra hay là những nhà phân phối đang bán ra những cái dòng sản phẩm này của Kingbu á, mình nghĩ rằng là nó hợp lý, hợp lý để anh em có thể mua vì sắp tới ngày 29 là iPhone sẽ bán ra chính hãng tại thị trường Việt Nam và dĩ nhiên là cái nhu cầu để anh em mua miếng dán màn hình nè anh em mua miếng dán uh, chống nhìn trộm này hoặc là anh em mua cái ốp viền camera này nó rất là nhiều thì mình đưa đến cho anh em một số những cái giải pháp đến từ những nhà sản xuất khác để anh em có thể tham khảo thì cái nào phù hợp với anh em thì anh em có thể lựa chọn nó ok và đó là cái chia sẻ cũng như là cái hướng dẫn nhanh của mình về cái việc dán màn hình và cái dán ốp viền camera đến từ Kingbull thì anh em nghĩ sao về hai cái phụ kiện này hãy để lại phía bên dưới nha và nếu như em này hay đừng quên like share và subscribe cho kênh youtube của tinh tế và mình là gia huy hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau